Sắm đồ nhưng vẫn tiết kiệm với ưu đãi mua 2 tặng 1 Zing Polo trị giá tới 590k xịn sò tại Owen. Tinh tinh lương về đúng ngày đẹp trời nên hôm nay tôi ghé liền store Owen 632 Quang Trung Hà Đông ở mặt đường lớn rất tiện cho anh em mua sắm. Để chia sẻ sự cảm kích và sự ủng hộ của anh em trong thời gian vừa qua, hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đi săn sale. Đặc biệt tại Owen đang có chương trình ưu đãi khi anh em mua 2 sản phẩm sẽ tặng 1 chiếc áo polo trị giá 590k. Ok, cùng tôi lượn một vòng xung quanh cửa hàng thôi nào. Đồ nhà Owen rất chất lượng và đa dạng thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi. Ví dụ như áo sơ mi, polo, quần jean, áo len, giày da thật 100% khá nhiều mẫu cho anh em có thể lựa chọn. Tại cửa hàng cũng đã về rất là nhiều sản phẩm thu đông mà tôi vẫn kết nhất là áo blazer mỏng nhẹ dễ phối đồ và quần smart band. Mặc mùa nào cũng rất ok la. Bản thân tôi là một KOC fashion nên việc thay đổi phong cách cũng rất là linh hoạt. Những outfit tôi sẽ lựa chọn cho hôm nay là sẽ theo hướng lịch sự trưởng thành hơn xíu nha. Và đây là những outfit mà tôi lựa chọn. Ok anh em biết phải làm gì chưa? Mua 2 tặng 1, mua 2 được 3, quà là áo polo, quá hời luôn rồi còn gì nữa. Ưu đãi tới hết ngày 15 tháng 10 2023 tại các cửa hàng áp dụng trên toàn quốc và các kênh mua sắm online của Owen. Em tranh thủ đến sale ngày nhá.